Một chiếc Toyota Yaris nhập Pháp đời 2015 đã được một showroom chuyên kinh doanh xe giao bán, với mức giá 690 triệu. Khi mới về nước vào năm 2015, mẫu hatchback này sở hữu mức giá hơn 900 triệu. Như vậy, sau 7 năm lăn bánh chiếc Yaris này giảm hơn 210 triệu, và có giá trị bằng 2/3 giá lăn bánh với mức lăn bánh chỉ hơn 51.000 km. Số lượng những chiếc Yaris nhập Pháp cùng đời khá hạn chế, vào khoảng 5-6 chiếc đang có mặt tại nước ta, theo chia sẻ của người bán xe. Toyota Yaris nhập Pháp sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 3.950mm, 1.695mm, 1.500mm, trục cơ sở dài 2.550mm. Phần đầu xe sở hữu thiết kế khác biệt với lưới tản nhiệt hình thang, với nhiều thanh ngang khác lạ, so với những chiếc Yaris đang có mặt tại Việt Nam. Cụm đèn pha projector kết hợp cùng đèn xi nhan halogen. Ngay phía dưới là đèn sương mù. Về tổng thể, phần mũi xe được thiết kế theo hình chữ X. Thân xe lại được thiết kế khá đơn giản với đường gân dập nổi trải dài dưới cửa xe. Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhan báo rẽ, bộ mâm 5 chấu kép kích thước 15 inch sơn màu bạc. Đuôi xe có thiết kế đơn giản với cụm đèn hậu LED kết hợp halogen, cụm camera lùi đặt bên dưới logo. Chủ cũ đã trang trí thêm logo VXR giống với những chiếc Land Cruiser. Khoang hành lý sở hữu thể tích 286 lít. Bước vào bên trong, táp lô của xe được ốp nhựa hoàn toàn có thiết kế thể thao, vô lăng 3 chấu tích hợp nhiều nút bấm hỗ trợ người lái, lẫy sang số thể thao phía sau vô lăng. Ngoài ra, trên mẫu xe hatchback này đã được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. Hệ thống ghế ngồi bọc nỉ chỉnh cơ. Cụm đồng hồ tốc độ với 3 đồng hồ analog và một màn hình thể hiện km lăn bánh, nhiệt độ và giờ. Toyota Yaris 2015 được trang bị hệ thống giải trí đa phương tiện Toyota Touch 2 mới nhất, màn hình cảm ứng của bảng điều khiển được thiết kế to hơn. Ngoài ra xe sở hữu chế độ lái Sport và nút tắt hệ thống chống trơn trượt. Toyota Yaris 2015 sở hữu khối động cơ 4 xi lanh, dung tích 1.3 lít, sản sinh công suất cực đại 99 mã lực và mô men xoắn 125 Nm, kết hợp với số tự động 7 cấp. Xe cộ XX.